Nè này. Xong chưa? Đấy, cái mồi này. Em mở nào. Ba sao? Vào. Đây em. Răm cái không rồi. Răm cái này. 400. Bên kia 600. Bên kia 600. 400 đây. Đấy, 600. Kiếm đôi quay ăn răm tiền xinh thế nhỉ? Xinh là nghề của mình. Quay thấp xuống lên. Ok, tiếp này. Đâu đi. Cầu đi. Đâu cái cầu. Đâu đi. 3, 4, 5 lít. Xong chưa? Em ở đâu bạn nào? Chẳng bán 500. Nhận 500. Được không? Cái chẳng còn đây. Đâu? Chẳng còn 500. Đó. Mở. Nhận 500 này. Để rồi. Làm này. Làm gì em? Mình xin. Làm chân mặt thôi đi. Rẻ. Mình xin. 1 triệu. 1 triệu. Anh ơi. Đâu, bán đâu? Giờ hết chưa? Xong rồi. Ấn đi kìa. Lại theo cầu. Vơ tiền, cũng như là vơ cái gì? Xong chưa? Quay cầu. Ok. Quay cầu. Cấm thân cấm cổ. Ok. Xong chưa? Hai mặt cái cân. Lẻ thừa. Lẻ thừa bao nhiêu? 5 triệu, anh mượn tiền em. Đấy là mấy triệu, 1 triệu nữa rồi. Lẻ thừa 2 triệu này. Chúng tôi 2 triệu. Nghe mưa bao diêm. 1, 5 triệu đi, không mưa. 3, lẻ thừa 5 triệu. Đấy. Bên... Bả nhá. Lẻ thừa thêm 2 triệu nữa. Không ra đi. Không, đánh nhà mà. Đánh nhà nào đánh sẵn thì bơi vào. Luôn. Thùng này. Thùng này. Vơi vé ra. Anh ra đây cho. Đâu? Anh đánh nhầm à? Anh đánh nhầm. Đưa đây, cái tiền của tôi vớ vẩn. Bắt. Ông thừa, ông lại còn nhận nữa. Bắn ở đây sẽ sai kiểu gì đấy. Em gái là tiền rơi ngoài kìa. Tiền rơi kìa. Theo, theo. Đánh đôi như kìa. Xong chưa? Cái em cầu nhá, ai đánh đôi đánh đi nhá. Em còn tiền em. Xong chưa? Ai đang chặn thêm 500 nữa, ai đang chặn thêm 1 triệu nữa. Ai đang chặn thêm 1 triệu nữa. Ai đang chặn thêm 1 triệu nữa. Điện thoại em ơi. Ai đang chặn thêm 1 triệu nữa. Kể đi. Ai đang chặn thêm 1 triệu nào. Đấy, 500. Xong chưa? Lẻ thừa 5 triệu. Đặt 5 triệu này. Từ từ đấy. 5 triệu. Úi giời ơi ông. Sớm lên. Bao tiền này em? 3, 4, 5, 5 triệu đây. 5 triệu đây, 5 triệu đây. 2 triệu này. 2 triệu này. Vẫn còn được 1 triệu nữa em. Cái ăn ở mặt sẵn thì... Thì ăn cầu thì chịu chứ sao nữa. Vẫn đang cầu. Nó ở vẫn cầu. Em xin tiêu dần tiền. Xong chưa? Cái hộp. Cái cân là được yếu. Chẳng thêm 3 triệu. Đắt. Mình còn ai thừa nữa không? Ai thừa chẵn nữa không? Lát tiền điểm mở đi con Nam. Đấy, đâu đây, nói đi, chẵn đi một tiếng cho nào. Để con triệu nữa. Đấy, đi xem nào. Mở đi. Mở đi. Cho mở. Đôi. Đôi thôi. Đôi. Vâng, mặt kia vào. Đây, giờ mới được tiếng. Mất triệu rưỡi này, bỏ triệu rưỡi vào. Cứ giam tiền điểm. Yeah. Mình có thắng có thua vậy chứ. Thưởng nó đen như đỏ tình. Sao có vẻ mất tiền đen cáu thế hả em? Cáu gì em? Cáu thế. Đỏ tình như đen bạc hả? Hết cả một đêm của người ta rồi đấy. Ừ. Yeah. Ý về chiều. Xong chưa? Ý về cả quyền vứt mất người luôn này. Anh ơi. À, hai mặt cái cân. Ai đánh chặn thêm 500 nữa. Trong đấy không đéo gì đánh đủ 2 triệu đi. Ai đang chặn thêm 2 triệu nữa. Lốt thẻ à. Ai chặn thêm 2 triệu nữa. Chặn bơi vào đi. Đấy. Hết rồi. Đéo gì nhỉ. Đánh đi. Hết rồi. Còn thì đánh. Tí mày không kết lắm. 2 triệu thì 2 triệu. Bố mày đánh 2 triệu đi. Đây là mấy triệu rồi. Đéo cần kiểm luôn. Hai mặt cái cân lẻ thừa 10 triệu. Bây giờ anh tiến sâu em. Em sót đấy. Có vẻ sót tiền đấy. Mặt có vẻ sót tiền đấy.
không tin vào trình độ của bố à? Ừ. Tin vào mắt. 6 triệu này, tổng là 10 triệu. Thế 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Hai ăn hai chung chung nhau ăn thêm. Đây, lẻ rồi. Đang tắt tiếng này. Đang hết chỗ này. 2 triệu, 3 triệu, còn 3 triệu là ông với tôi chung này. Tôi có 3 triệu đấy. Tôi đánh hết tiếng này. 7, 8, 9, 10. Ok. Lẻ còn thừa 3 triệu thôi. Cho nhà đấy chẳng. Thì mẹ 5 triệu đi, đúng 13 triệu. 500 đi taxi 5 triệu đi. Nhà. Kế thêm. Có thừa lại không? Tắm thừa lại không? Thôi thôi mà đi. Tắm thừa lại không? Mở đi. Người đẹp mở ra cái. Đấy, xe. Vãi xe. Vãi xe. Người đẹp mở khách. Bơ tiền, bơ tiền. Ra vào đây. Được. Ra vào đây người ta. 2 triệu rưỡi. Hết rồi, sâu quá. Mớ, cười cười. Tiếng này sâu quá. 1 triệu thôi. Giang hồ hiểm ác. Ngã phát là mất mẹ và đóng tiền ngay. Đúng không anh em? Thì một trong những cái thủ đoạn mà dân cờ bạc hay dùng và hiệu quả nhất là dùng gái xinh vào để gây sự phân tâm của các con bạc và sau đấy là bịt. Thì ở cái đoạn clip vừa rồi thì là tôi có quay nhưng mà cố tình để lộ cái đoạn mà tôi đổi một bộ vị từ trong chân tôi ra thành bộ vị ở ngoài này. Thì đấy là cái đoạn đấy là anh em bảo là lộ kia, đấy là cố tình quay như thế để cho anh em hiểu các cái thủ đoạn, các cái mánh khóe về cờ bạc. Thì mánh khóe đầu tiên mà hay sử dụng nhất là người ta hay sử dụng gái để phân tâm những con bạc chơi. Bởi vì hầu như là những người chơi cờ bạc thì thường thường là đàn ông. Và đã là đàn ông thì là rất thích con gái. Yeah. Và nắm bắt được cái tâm lý đấy thì thường thường là những người chơi cờ bạc bịt người ta sẽ dùng gái để bịt. Và sau khi có thể là ở trong cái đoạn clip vừa rồi thì tôi đã lấy một cô người mẫu vào và gây phân tâm của đối phương và đổi bộ vị vào. Thế nhưng mà điều cốt lõi là cũng nó có phải có đồ nó chuẩn. Đấy, và hôm nay tôi sẽ nói về cái đồ đấy một tí. Về cái đồ đấy là chỉ cần luồn mỗi bộ vị vào thôi. Còn bát đĩa là bình thường này. Đấy, các bạn sóc xong đặt xuống cách khoảng tầm 20 phân so với cái điện thoại này. Điện thoại này nó đi kèm theo bộ vị. Các bạn chỉ cần luồn bộ vị vào. Còn bát đĩa bình thường và điện thoại để ở dưới lòng mình. Sóc xong các bạn đưa vào này, ví dụ đang tứ tử này. Sóc xong bạn đưa vào này. Đây. Bình thường tôi để cái rung này, vừa nãy đánh, lúc đánh tôi để rung ở trong người. À, rung để trong người này. Thế nhưng bây giờ tôi sẽ để ở đây cho mọi người cùng nghe là cái nó rung như nào. Đây là cái tứ tử này. Đấy. Đây, rung để đây. Tứ tử đưa vào này. Đấy. Đây. Còn sấp đôi này. Sấp đôi tôi đưa vào này. Sấp đôi không rung. Còn tứ lẻ này. Đấy, lẻ rung ngắn, một rung. Còn tứ tử nó sẽ rung hai rung. Đây này. Đây, tứ tử nhá. Tứ tử hai rung này. Đưa ra hai rung này. Đấy. Hai rung rõ ràng này. Còn lẻ này sẽ là một rung này. Đấy. Không cần bát, không cần đĩa nhá. Chỉ cần mỗi quân màu. Còn riêng cái thằng sấp đôi nó sẽ là không rung rồi. Đây này. Và để chứng minh thực tế thì tôi sẽ là để cục rung này vào trong cái đĩa này. Đấy. Và chơi bằng để đây cho anh em nghe này. Đấy. Còn tôi sóc bằng thực tế. Đấy, có thể là ví dụ bạn đưa gần này, đưa lại gần này. Đang ở đây nhá. Các bạn đưa lại gần. Đấy, gần đây nó rung ngay. Đưa lại gần cái bệ này. Đây này. Anh em để ý xem này. Cầm cái bệ lên nó rung này. Đấy. Đấy, mình đặt xuống thôi. Mình đặt xuống cắt đi thôi, không có gì cả. Đấy, và mình để đây, mình sóc, ví dụ như là trong quá trình chơi này, sóc xong này, đặt cách khoảng tầm 2 phân này. Máy báo 2 rung, mình đánh tứ tử. Đấy, tiếp này. Đặt số này. Lẻ. Ba trắng này. Thì cách khoảng cách của nó khoảng tầm 20 đến 25 phân. Thì trong quá trình anh em chơi thì thằng nào chả để một cái điện thoại đây. Thì vào anh sóc hoặc là người khác sóc được, người khác sóc có thể người ta để ở ngoài này. Đúng không?
người ta để xong xong người ta để ngoài này, mình bảo người ta bảo chẵn thừa, mình hỏi chẵn thừa bao nhiêu, nhá, vã này nó đang rung kệ nó nhá, mình đưa vào này, mình đưa vào đây, chẵn thừa bao nhiêu là tôi, nhá, thì vã này nó báo một rung cho mình rồi thì mình sẽ đánh là lẻ, ok, đấy là cái cách mà đánh cái đồ này. Còn anh em mà cần được tư vấn về các thủ đoạn mánh khóe cờ bạc để tránh, tức là xem clip tôi sẽ tránh được những cái đòn bịp. Và anh em nào cần tham khảo về cái bộ đồ chơi này thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại này 0974241111. Ngoài ra cái điện thoại này này, nó là con chip, nó nào chỉ nằm trong này thôi. Anh em thích có thể ngụy trang vào ví hoặc là để vào ống chân, ống giày đều ok. Là mình không để điện thoại đây, mà mình có thể là tắt dùng đấy ạ. Mình có thể là cất cái điện thoại này đi. Đấy, mà mình có thể là bỏ một cái ví ở trước này chẳng hạn. Đây ví dụ như là con chip bạn để trong cái ví này chẳng hạn đi. Đấy, đặt đây, đặt đặt gần nó báo. Hoặc là con chip các bạn có thể là để trong đôi giày của mình để mình đi ra chân này, dẫm này, nó cũng báo. Đấy là những cái phương án đánh ở bộ môn này. Thế anh em nào có nhu cầu hay là cần tư vấn thì có thể liên hệ số điện thoại 0974241111. Ok, Mr. Hạo này.